Các bạn có làm thế nào thì bảo ông thầy dạy thêm toán của mình cho ít bài hơn thì càng tốt. Nếu mà cho ít bài hơn thì mình sẽ có thời gian để tìm hiểu câu hỏi kỹ hơn và các bạn sẽ xem được những video chất lượng hơn. Chào anh em, nhân tiện video này mình cũng đang tâm sự thật với anh em nó như này. Đây là dạo gần đây mình cảm thấy rất là mệt mỏi và chán nản. Lúc là mình đã có suy nghĩ là mình sẽ dừng lại, có lẽ là mình sẽ không thể làm được nữa, có lẽ là mình sẽ phải gục ngã, có lẽ là mình sẽ phải dừng lại ở đây. Nhưng mà đó là lúc mình ngồi làm bài tập toán học thêm của mình. Còn với cái series này thì mọi thứ vẫn sẽ đều đặn vào 2 tuần một lần một video ấy. Còn bây giờ mình không có linh tinh lên tuyên thì không linh tinh lên tuyên nữa vào luôn câu hỏi đi cho phấn khởi nhá. Câu đầu tiên của hôm nay: tại sao lá cây lại màu xanh? Thì ok, thì ở đây nha, mình sẽ cho các bạn xem 3 thứ trước khi mình trả lời. Thứ nhất, tế bào cảm thụ màu. Thứ hai là ra là màu sắc không hề tồn tại. Tế bào cụ cảm màu nó sẽ nằm ở trong não mình. Thứ ba là chúng ta sẽ có lục lạp. Ở trên cái lục lạp này chúng ta sẽ có chất gọi là chất diệp lục, và nó sẽ nằm ở trên cái này này. Thứ tư là quang phổ. Sau khi các bạn biết cả ba cái đấy rồi, đây là cái lá cây, chả có màu gì cả. Đây là ánh sáng. Ánh sáng của chúng ta chiếu nó sẽ có những cái màu như này. Các bạn không nhìn thấy thôi, nhưng thực tế là nó sẽ có những màu như này. Thì đây, cái ánh sáng này chiếu xuống, riêng cái này tách ra này đấy. Còn những cái ánh sáng này, từ những cái ánh sáng này chiếu như màu xanh lá này, chiếu xuống lá. Cái diệp lục của lá nó hấp thụ những cái ánh sáng này để cho nó quang hợp tạo ra chất hữu cơ. Riêng cái màu xanh nó không hấp thụ, xuống đây không hấp thụ và sẽ đập mắt người. Ui, cái này quá dễ. Ok, cái ánh sáng này đập vào mắt người sẽ gửi tín hiệu đến não bộ. Đấy, não bộ là một thứ nhìn nhầm, và não bộ chúng ta sẽ phân tích những cái tín hiệu đấy là nó lại rơi đúng vào màu xanh, và kết quả là ta thấy màu xanh. Nếu bạn chưa hiểu ý thì các bạn nên tua lại xem mình giải thích khá đầy đủ ấy. Thực ra màu sắc nó không hề tồn tại đâu, mà là đơn giản là tin não của chúng ta tiếp nhận những cái thông tin từ thị giác, nó lại phân tích ra một cái mã đấy lại đúng với một cái màu mà chúng ta đã định sẵn rồi ấy. Như kiểu là bạn cho vào một cái máy tính được lập trình sẵn các thông tin rồi, bây giờ bạn cho một thông tin vào và nó cho ra cái kết quả là màu xanh. Ví dụ như là xanh nó có mã là ABC nhỉ, thì đúng cái lúc mà phân tích cái ánh sáng bây giờ đúng ra ABC. Tại sao lá thường có màu xanh, còn thực sự thì lá rụng thì có màu xanh, lâu lá rụng thì màu vàng, lá thu ấy chả màu vàng. Có rất nhiều loại lá lại không phải màu xanh đâu, màu đen các kiểu màu cơ. Nó đại khái là như thế. Đấy, bây giờ lá rụng thì không còn diệp lục nữa thì cuối cùng lại thành màu vàng. Nó lại không chấp nhận ánh sáng vàng. Không nhất thiết là lá phải màu xanh, lá chỉ thường có màu xanh, và lý do là tại sao lá thường có màu xanh thì nó là như thế. Câu hỏi thứ hai: vì sao nghỉ dịch và kéo dài lịch học rồi trường vẫn bắt học còn lại? Bạn nghỉ dịch từ tháng 2 và đến đầu tháng 5 này thì theo như dự đoán chúng ta sẽ đi học, và theo cái khung của Bộ Giáo dục thì đến 15 tháng 7 là phải kết thúc năm học rồi. Thì ok, nếu như trường không cho học online thì trong 3 tháng này thằng các bạn chơi tưng bừng thôi, không có học hành gì cả. Bạn thử xem nó có được không? Thì cứ coi như là cũng được đi. Kiến thức của nguyên cái học kỳ 2 chưa học hành gì cả, nghỉ Tết đã học hành nguyên kiến thức. Bạn không biết chia ra dàn ra để học từ tháng 2 đến tháng 5, 7 đi cho nó dễ, cho nó thoải mái, bình tĩnh, chậm rãi, sung sướng, thì các bạn cứ thích học từ tháng 5 đến tháng 7. 2 tháng học nguyên kiến thức học kỳ 2. Cái thứ hai nữa là bây giờ từ tháng 2 đến tháng 5 các bạn chơi với các thầy cô các chơi. Mà theo mình thì nó một cái chơi đấy thì các bạn không nghĩ đến bây giờ xã hội phát triển thế nào được à? Các bạn không nghĩ đến tương lai của đất nước à? Đất nước bây giờ còn đang cố gắng thì gánh vai cường quốc năm châu, nước nào cũng học, nước mình thì ôi trời đấy. Từ tháng 2 đến tháng 5 theo một nhà triết gia mình rất nổi tiếng đã từng nói thì phải làm thì mới có ăn đúng không? Chơi này thì lao ra xã hội sao mà các bạn làm ăn bươn trải được. Liều thì ăn nhiều, mà liều ít thì ăn ít, không liều thì cũng ăn ít. Chơi như thế rồi các bạn cũng quen chơi rồi, đến lúc mà đi học thật thì các bạn cũng không bắt nhịp lại được. Nước ta là sắp thắng rồi, sắp phút 89-90 rồi đấy, còn mấy phút bù giờ nữa. Cố gắng lên, học online cho nó tử tế. Học online chán lắm, chả muốn học gì cả, nhưng mà vẫn phải học thôi. Nói chung là học chán lắm. Các thầy cô vẫn khởi đi học nó sẽ thoải mái hơn, rồi chúng ta coi như góp một cái sức mình vào công cuộc của đất nước. Thế rồi, câu hỏi đến đây là kết thúc. Câu hỏi thứ ba từ một bạn nữ: how to become Madonna. Thì theo mình là bạn biết thiếu một chữ N ở giữa. Nếu như mà là Madonna thì nó là một cái town ở Latvia. Mình nghĩ là bạn biết thêm một chữ N đây thì ra một cái ca sĩ khá nổi tiếng.
Như mình thì hoàn toàn không biết, gần như mình chả biết ai ở Mỹ. Chị ca sĩ sống một tuổi ở Mỹ khá nổi tiếng, chúng ta thì có thể là một bản sao thôi, nhưng mà đấy là do có thể là do phẫu thuật ở Mỹ hoặc là do tự nhiên nó giống thật rồi, nhưng mà còn cái tài năng thì không giống được. Mỗi người là khác nhau, 8 tỷ người trên thế giới này không ai có giống nhau cả, mỗi người có một điểm mạnh riêng. Tức là ở đây bạn chỉ muốn là một người ca sĩ hay gọi là giỏi như Madonna, nếu như bạn muốn trở thành ca sĩ thì bây giờ em ước mơ trở thành ca sĩ. Chúc bạn thành công. Tại sao lại có corona, và corona thực sự do tự nhiên hay là vũ khí sinh học? Đấy thì hai câu hỏi này có chủ đề giống nhau. Nhưng nguồn gốc của corona nó là do từ một loài động vật, có thể là rơi. Loài rơi đấy sẽ truyền virus cho loài TT. TT là loài trung gian và cuối cùng là truyền cho người. Mình phải khẳng định với các bạn luôn là hiện tại cái gì cũng chỉ là nghi ngờ, giả thiết là như thế rồi. Chưa có cái kết luận gì chính thức cả tất cả mọi thứ. Mình cũng chỉ có ngồi đây mà suy đoán này. Cái này cũng có cái cơ sở của nó, bởi vì là đến con hổ nó cũng bị corona. Tức là rõ ràng là truyền qua các loài vật khác nhau là có thể. Rất nhiều giả thiết thì nó là một loài rơi. Ở Vũ Hán có một cái chợ gọi là cái chợ hải sản Nam Hoa, và nghi ngờ là từ một loài động vật nào đấy truyền cho người. Thì đây cũng là một giả thiết. Nếu mà giả thiết như thế thì nó sẽ là virus tự do tự nhiên. Ngoài giả thiết là virus tự nhiên thì đúng là còn một giả thiết cực kỳ là được mọi người quan tâm, nghĩa là đây là vũ khí sinh học do Trung Quốc tạo ra. Vũ khí sinh học là một loại vũ khí hiểu bằng đặc tính gây bệnh hoặc truyền bệnh của vi trùng, vi khuẩn, virus. Thì nếu như sử dụng vũ khí sinh học thì nó cũng như các loại vũ khí khác thôi, cho cái tổ chức sử dụng đạt được cái mục đích là sẽ, ví dụ như các bạn dùng vũ khí hạt nhân, các bạn phóng tên lửa và bùm, một đất nước có bị nổ tung. Hoặc là vũ khí hóa học như phóng xạ, như kiểu bom nguyên tử đấy, các bạn ném xuống. Thì đây, vũ khí sinh học cũng là một loại vũ khí để mục đích là gây hại cho người khác, đất nước khác chẳng hạn. Tại sao người ta lại có thể nghĩ là đây là một vũ khí sinh học? Ở Vũ Hán có một viện virus mở cửa vào 2015. Đây là cơ sở đầu tiên của Trung Quốc, và mình nghĩ mình tìm hiểu là mình có chả tìm những cơ sở khác ở Trung Quốc. Suy ra gần như là Trung Quốc chỉ có một nằm ở Vũ Hán, và trùng hợp thay corona lại bắt nguồn ở Vũ Hán, cho nên là mọi người đã có cái nhận định giả thiết là vì virus vũ khí này luôn để cho người dân của họ bị, và đơn giản là trong khi đang phát triển virus ở cái viện virus này thì nó bị phát tán ra. Còn virus nó quá nhỏ, tức là khi Trung Quốc đang nghiên cứu thì nó bị dò dỉ ra. Tại cuộc đời là đang có hai giả thiết như thế. Mình thì mình vẫn nghiêng về phần là đây là virus do tự nhiên. Cả thế giới nó cũng đang tranh cãi, và mình nghĩ là trong tương lai cũng sẽ có câu trả lời chính xác cho câu hỏi này. Và chúng ta kết thúc hai câu hỏi liên tiếp. Ok anh em ơi, và chúng ta cùng đến xem câu hỏi tiếp theo sẽ như thế nào. Con gì có trước, ý là động vật gì xuất hiện đầu tiên? Chào các bạn, bà ứng cử viên sáng giá đấy cho ngôi vị con gì có trước hôm nay. Con đầu tiên mình tìm được ở cái timeline này, thật sự là cái này có vẻ rất uy tín. Wikipedia tiếng Anh nhé. Earliest animal, tức có thể coi như là chúng ta đã tìm uy tín đến như này cơ mà. Thì một loài tên là Canvas Caviafaraera, theo Wikipedia thì là này, loại động vật xuất hiện đầu tiên. Vậy ứng cử viên thứ hai của chúng ta là gì? Ứng cử viên chúng ta thứ hai của ta chính là loài bọt biển. Loài bọt biển. Loài bọt biển thì ngoài việc của nó là một ứng cử viên xuất hiện đầu tiên ra thì theo nghiên cứu của mình nó là còn là một cái loài sống lâu cực. Bạn biết tuổi thọ của cái thể loại này là bao nhiêu năm không? Mấy nghìn năm. Và loài thứ ba ứng cử viên chúng ta chính là loài sứa phiến lược. Hôm nay mình sẽ để ba ứng cử viên ở đây, mình sẽ cùng nghiên cứu rồi cuối cùng đưa ra tặng chức vô địch. Theo cái bài báo viết về loài này thì nó rơi vào tầm 640 triệu năm trước. Cái loài sứa này thì là bao nhiêu nhỉ? Loài sứa này có cái câu này: trước cả loài bọt biển. Đây, cái loài này đã có một ưu thế nha, đang giành ưu thế rồi, là để theo một bài báo nó còn trước cả loài bọt biển. Coi như là ở cái round này là thằng này là thắng thằng này rồi đấy. Đây là round 1 nha, còn thằng này, là 609. Các bạn biết tại sao người ta lại tìm được cái con số như này không? Người ta có thể biết tuổi thọ một kiểu phiến đá ấy, địa chất ấy, một khối địa chất, và ở trên đấy người ta tìm được cái hóa thạch của cái đỉnh, mấy cái con này, cho nên là người ta đoán được đấy 64 này, cho nên là ở round này thì có vẻ như con này đang giành lợi thế. Đi tiếp, cái này thì có vẻ là động vật rồi, con này cũng thế, con này là động vật. Tuy nhiên con này người ta lại nghi ngờ là nó không phải là động vật. Con này lại bị quả như thế cơ, đây là một yếu điểm, một hạn chế đấy, một drawback của con. Trông nó cũng chả giống động vật, nó thảo với anh em trông chả giống động vật, nên là mình con này hơi mất điểm trong mắt mình rồi. Tiếp theo là gì? Trong phân tích mới nhất thì bọt biển khối đá 640 triệu năm, chúng có niên đại
lâu hơn so với Cambri, giai đoạn hầu hết các nhóm động vật xuất hiện. Mình nghĩ là đây không phải là một dẫn chứng hay, bởi vì là kỳ Cambri chỉ là giai đoạn hầu hết các nhóm động vật xuất hiện, cho nên nó chỉ xuất hiện trước nhóm hầu hết thì chả thể nói nó là đầu tiên được, rất khó để nói được cái việc này. Đây cũng là một cái nghiên cứu của một cái viện hàn lâm khoa học Mỹ đơn giản nhất, và một yếu tố rất quan trọng của một loài động vật đầu tiên nó cực kỳ là đơn giản. Thì dần dần thì nói phức tạp dần lên, các nhà nghiên cứu các kiểu thì nghiên cứu nghiên cứu các kiểu mình thì đấy, viết 4 cái rào này, viết lòng hoa lòng hoa để tìm ra câu trả lời cuối cùng của mình ngày hôm nay. Đáp án cuối cùng mình đang hết sự trợ giúp rồi. Và cái con này, đáp án cuối cùng của mình khá là tin cậy vào Wikipedia, earliest animal, và trông nó cũng đơn giản. Ngoài ra thì có thể nó cũng là một loài động vật. Ok, chúng ta cùng đến với câu hỏi cuối cùng của ngày hôm nay, chặng đường của ngày hôm nay sắp hết rồi. Nếu áp dụng tư duy Sài Gòn làm mục tiêu 2 thì có xứng được Hà Nội không? Còn mình không ngờ là Sài Gòn có cái tư duy là mục tiêu 2. Làm mục tiêu 2 tức là các bạn làm ra 1, có các bạn tiêu 2 tức là các bạn âm 1, trường hợp 1. Bạn tay trắng, ok, tay trắng. Tay trắng và làm 1, tiêu 2 thì chả mấy các bạn vỡ nợ. Các bạn thì con nợ. Trong khi các bạn có tay trắng nữa, các bạn còn chả có cái gì để cầm nhé. Thì mà cầm đồ thì mà trả nợ, vỡ nợ. Bạn có muốn và khớ nợ thì nhiều khả năng các bạn sẽ ra những cây cầu. Những cây cầu thì mình nghe nói là ở cầu Nhật Tân, thì cầu Nhật Tân mình hay đi qua cũng mát. Cái cầu đấy thì cũng mát, dòng nước thì cũng tùy hôm. Nhưng mà được cái là kiểu cái phong cảnh ở trên cầu đẹp ấy. Nhiều hôm nó bật đèn, nó bật cái đèn đầy màu. Ui giời. Cầu Thăng Long thì nó hơi xấu. Cầu Thăng Long thì xấu. Cầu Vĩnh Tuy thì nó bình thường. Đấy. Ngoài ra thì còn có cầu Thanh Trì, cầu là Long Biên. Đấy. Cầu Long Biên thì hơi cũ, nhưng mà nếu mà các bạn muốn cái concept nó kiểu cổ xưa thì các bạn có thể ra cầu Long Biên. Cầu Trương Dương thì không có gì đặc biệt cả. Mình có thể gợi ý, đã gợi ý rồi nha. Trường hợp 2, có vốn rồi. Các bạn có khá nhiều tiền trước rồi, các bạn cũng phải dùng cái số tiền vốn có cho để các bạn trừ đi cái âm 1 này, thì dần dần nó cũng hết rồi. Nếu các bạn sống thế mãi thì ok, nó cũng dẫn chung ra một con đường đến những cây cầu. Mình đã gợi ý tất cả 5 cây cầu đi qua sông Hồng rồi. Cầu Thanh Trì, cầu Nhật Tân, cầu Trương Dương, cầu Long Biên, cầu Vĩnh Tuy. Đấy, 5 cây cầu. Ba, bạn là Bill Gates, bạn là Warren Buffett. Rồi thì mấy cái ông như kiểu Steve Jobs rồi đấy, mấy cái ông giàu nhất thế giới. Các bạn làm một tiêu hai thì thoải mái đi, không ai, không có vấn đề gì luôn. Thế thì làm một tiêu 10 cũng được, một tiêu 100 cũng được đấy, cứ gọi là thế đi cho nó dễ. Các bạn nên làm một tiêu 0.1, không rồi dần dần khi các bạn trở thành những người như này rồi thì đến lúc đấy các bạn hãy làm một tiêu 2. Còn tầm mày là mục tiêu 2 thì toang. Đấy chính là câu trả lời cho các bạn. Và đó chính là cái kết thúc của cái ngày hôm nay. Mình trả lời tận 7 câu hỏi. Tuần sau nó sẽ không phải là những câu hỏi như này nữa, và lần sau nó sẽ là một chủ đề. Chủ đề đấy là cái gì thì các bạn sẽ đón xem vào 2 tuần sau. Đây là một cái chủ đề mà well, rất ít người quan tâm và còn nhiều cái hiểu lầm ấy. Và vì thế nên là nó sẽ rất là hay và bổ ích. Và hy vọng là các bạn sẽ tiếp tục đón xem và ủng hộ.